Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay trên tay em đang cầm để gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh, dàn sấy nóng trong xe của xe Cherry QQ đời 2014 đến 2019. Cherry QQ nó tương đương với cả dòng Matiz 4 của Hàn Quốc. Cherry QQ được sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc. Đây là một dòng xe của nước Trung Quốc đấy. Cái dàn này được sản xuất từ hợp kim nhôm cao cấp. Đây là các cái tép này, tép nhôm này, đây là chính là các cái lan tản nhiệt. Đây, sản phẩm của Lan Trung. Đây, đây là cái tổng quan của sản phẩm. Đây chính là hai cái đầu để mở, để bắt vào van tiết lưu. Bắt van tiết lưu khi dẫn ra phía ngoài dàn lạnh. Và cái nó có thông số là chiều ngang là 19,5. Chiều dài của nó là 20. Còn đây là chiều dày của nó. Dày của nó là 5,3. Đây. Cái dàn lạnh thì như em cũng đã nói rất là nhiều lần rồi, nó là một trong những phụ tùng trong hệ thống tản nhiệt của điều hòa ô tô, giúp làm mát, làm lạnh khi anh em bật sang chế độ AC, tức là về điều hòa đấy ạ. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì liên hệ Zalo với em theo số máy 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.